Năm 2024, Đại học Thái Nguyên dự kiến tuyển sinh trên 18.200 chỉ tiêu hệ chính quy, trong đó có trên 17.200 chỉ tiêu trình độ đại học, trên 1.000 chỉ tiêu trình độ cao đẳng. Là năm đầu tiên tổ chức kỳ thi, nên Đại học Thái Nguyên đã có sự chuẩn bị chu đáo đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, hệ thống mạng, phục vụ công tác tổ chức thi, cũng như đội ngũ nhân lực tham gia tổ chức thi. Trung tâm đã phối hợp với Trung tâm Khảo thí Quốc gia để kiểm tra hệ thống máy chủ, kết nối hệ thống máy chủ, cài đặt phần mềm, đảm bảo cho kỳ thi nó diễn ra xuyên suốt. Đồng thời là với hệ thống 21 phòng máy, 777 máy này, chúng tôi đã kiểm tra tất cả các máy đồng bộ để tất cả các thí sinh có được sử dụng máy tốt như nhau để đảm bảo kết quả cho các em nào tốt nhất. Ngoài ra, chúng tôi đã kết hợp với bên Bộ Công an để sử dụng cái cơ sở dữ liệu quốc gia xác thực căn cước công dân của thí sinh. Khi tất cả các thí sinh đến đây, chúng tôi đều xác thực để tránh cái hiện tượng thí sinh thi hộ, thi nhờ. Tất cả hệ thống thi của trung tâm đều kiểm tra giám sát bởi hệ thống camera an ninh, hệ thống quét an ninh, nên các thí sinh vào phòng thi sẽ không được sử dụng, không bao giờ mang được thiết bị ghi âm, ghi hình cũng như các thiết bị truyền thi ra ngoài. Nội dung kỳ thi sẽ bám sát chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. Ngân hàng câu hỏi thi được xây dựng theo quy trình khoa học, áp dụng các lý thuyết và kỹ thuật hiện đại của khoa học đo lường và đánh giá trong giáo dục, bảo đảm độ tin cậy. Các đơn vị đào tạo của Đại học Thái Nguyên dự kiến sẽ dành từ 5 đến 15% tổng số chỉ tiêu cho phương thức này. Các thí sinh thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan theo từng môn thi độc lập trên máy tính. Kỳ thi VSAT cũng là một trong những cái nội dung mà Đại học Thái Nguyên đẩy mạnh cái chuyển đổi số trong công tác tuyển sinh. Trong đó thì thí sinh đăng ký dự thi, nộp lệ phí dự thi cũng hoàn toàn trên hệ thống phần mềm online. Trong quá trình thi, thí sinh cũng thi trên máy tính và được biết kết quả ngay sau khi thi. Và thông báo kết quả cũng trên hệ thống online của ban tổ chức thi. Do đó thì tất cả mọi khâu thì đều ứng dụng công nghệ trong công tác thi, tổ chức thi và công bố kết quả, cũng như là công nhận kết quả cho thí sinh xét tuyển ở các trường đại học khác. Với phương thức tuyển sinh này, thí sinh được thi nhiều môn và tham gia nhiều đợt thi, được sử dụng tổ hợp môn. Kết quả của lần thi có điểm cao nhất để đăng ký xét tuyển. Đồng thời, thí sinh có thể lựa chọn thời gian thi thoải mái nhất, thoát khỏi áp lực của một kỳ thi quan trọng duy nhất trong năm. Kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính VSAT được Đại học Thái Nguyên tổ chức 4 đợt từ tháng 6 đến tháng 8, là kỳ thi có tính phân loại cao, phù hợp với xu thế hội nhập và các yêu cầu đào tạo tiên tiến trên thế giới.